chào quý vị đến với chương trình Y học cổ truyền người Đông y sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, hôm nay trở lại làn sóng với một cái chủ đề mà chúng tôi cũng thấy rằng là cứ quý vị nào mà khoảng 30 trở ra đó thì sẽ thấy là có liên hệ đến mình. Nhưng mà trước hết thì bây giờ chào Đông y sĩ Cảnh Thiên đến với làn sóng. Dạ, tôi Đông y sĩ Cảnh Thiên thân chào quý khán thính giả của đài BQN 57.3, thân chào Quốc Bình. Vâng, thưa chú, thì nếu mà quý vị cũng thấy, chúng thấy là trên coi như là hai phần của chú là tóc màu trắng, còn một phần là mới màu đen thôi. Mà chính vì vậy cho nên hôm nay mình lấy cái chủ đề này đi. Dạ, bây giờ mình vô chủ đề tóc bạc. Dạ, hay chứ. Vâng. Vâng, nói về vấn đề tóc bạc, lấy thí dụ như là cái trên cái tóc của tôi đó, nó làm một cái biểu tượng đi. Thì chúng ta thấy gì? Thứ nhất là thông thường đó, tóc bạc là một trong dấu hiệu của tuổi già. Cho nên như tôi đây mà không thể nói là tôi còn trẻ được nữa. Tóc bạc còn mang ý nghĩa của sự lão hóa về sinh lý, cho dù tuổi đời còn rất trẻ. Thí dụ có một số người còn rất trẻ nhưng mà tóc đã bạc rồi, như vậy có phải già chưa? Đó là vấn đề già về sinh lý. Nói về... Dạ. Vâng, thưa chú, thì có lẽ là chú nói về cái này, nhưng mà thật có nhiều người đó thì từ trẻ cũng có nhiều tóc bạc rồi chứ không phải đợi đến già. Và cái có bây giờ mình hỏi chú một chút, đó là cái tóc bạc là nó bạc từ cái lúc mà nó mọc ra là nó đã bạc rồi, hay là nó đang đen rồi nó chuyển thành màu bạc? Thường thường là nó mọc ra đen rồi nó mới chuyển ra thành bạc. Dạ. Trong cái tiến trình của nó có nhiều giai đoạn lắm, thành ra không thể nào mới vừa sinh ra đã tóc bạc rồi. Bởi lẽ là chúng ta nên nhìn xem cái dấu hiệu của tóc bạc đó, chúng ta sẽ biết nó có chưa nhiều giai đoạn hay không. Thì theo y học cho biết là dấu hiệu của tóc bạc gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là gốc tóc nó giảm sắc tố melanin, đây là một sắc tố nó có cái màu đen, khiến cho chân tóc biến thành màu trắng, trong khi thân và ngọn tóc thì tạm thời vẫn giữ sắc đen hoặc là nâu tùy theo chủng tộc. Giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn cuối đó, thì chúng ta thấy là cả sợi tóc nó gồm có chân tóc, thân tóc và ngọn tóc mất hẳn sắc tố melanin, khiến cho toàn bộ sợi tóc có màu trắng đồng nhất. Đó là tóc bạc đồng đều. Dạ vâng. Vâng, thì nếu mà nói đến như vậy thì quý vị cũng thấy là thường ở cái độ tuổi mà cứ, nếu mà nói quý bác ở ngoài kia mà cứ 50, 60, 70 là thấy là gần như ai cũng có, nếu mà không ít thì cũng phải nhiều tóc bạc rồi. Như vậy thì nó là một cái quá trình tự nhiên không, hay là mình có liên quan đến sức khỏe không ạ? Vâng, nó có rất là nhiều yếu tố, trong đó có tiến trình tự nhiên có. Nhưng mà trước khi chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề cái tiến trình nào đã xảy ra vấn đề bạc tóc hay là tóc bạc, thì chúng ta cũng nên nhớ là tóc bạc nó lại chia ra thành hai cái dạng để chúng ta nhận thức được. Tức là nó có bạc xen kẽ với nhiều sợi đen, sợi trắng lẫn lộn, gọi là hiện tượng tóc qua râm, hay chúng ta còn gọi là tóc muối tiêu. Và cái dạng bạc trắng nó đồng nhất với nhau, thì dạng tóc bạc thứ nhất á, như là chúng tôi nói là tóc muối tiêu đó, thì thường sẽ xuất hiện từ tuổi trung niên, tức là tuổi từ 40, 55 tuổi trở lên. Có khi sớm hơn một chút chúng ta vẫn thấy rồi. Còn dạng tóc bạc thứ hai, tức là bạc trắng đó, thì đa số xuất hiện ở tuổi lão niên từ 70 tuổi trở lên. Cái đó là dấu hiệu của nó đã bị suy bại hoàn toàn và chắc đến melanin không còn nữa, cho nên chúng ta thấy là bạc trắng. Vâng. Vâng, quả thật thì nếu mà nói đến nguyên nhân thì ngoài cái vấn đề mà mình nói thì cái sự tự nhiên của cái khi mà mình lớn tuổi và mình già thì gần như là thấy cái đó là điều tự nhiên, nhưng mà bên ngoài cái tự nhiên nguyên nhân đó đó thì mình có những cái nguyên nhân nào khác không thưa thầy? Dạ vâng. Như chúng tôi vừa trình bày đó thì tóc bạc nó có nhiều nhân tố lắm quý vị. Nhưng mà có một số nhân tố được coi là phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống của con người. Thứ nhất là do tuổi già. Tuổi già là đại biểu của tiến trình lão suy. Vì mặt tâm lý, tất nhiên là không, trong chúng ta không một ai muốn là tóc qua râm hay tóc bạc hết. Nhưng mà lão suy vẫn bước tới và tóc bạc theo đó cũng sẽ xuất hiện. Nó có hai tình trạng lão suy xảy ra. Thứ nhất là lão suy sinh lý và lão suy bệnh lý. Nói về lão suy sinh lý, xuất hiện theo trình tự thời gian, kết cục tất yếu tiến trình sự sống đến hủy diệt. Còn lão suy về bệnh lý, đây là hệ quả bởi bệnh tật gây ra, nó bao gồm là bệnh cấp tính, bệnh mãn tính, hay là bệnh ngoại cảm, hay là bệnh nội thương, khiến khí huyết suy kiệt, tóc mất dần sự nuôi dưỡng, làm cho tóc bạc. Rồi ngoài ra, chúng ta thấy rằng căng thẳng, tiếng Anh gọi là stress, thường thường căng thẳng tinh thần, do cái áp lực công việc, do lo lắng về tài chính trong gia đình, lo bất an về tình cảm, đây là những nhân tố hàng đầu, nó tác động trực tiếp lên hệ thống cung cấp thành phần dinh dưỡng nuôi râu tóc của mình. Nó gây xáo trộn sắc tố melanin trong vai trò điều tiết màu tóc, dẫn tới hiện tượng râu tóc bạc sớm. Cho nên người Việt Nam mình có câu là một tiếng cười
trẻ thêm 10 tuổi, buồn một buổi, tóc trắng 10 năm. Và cũng có câu như là tâm sầu bạch phát. Và chúng ta thấy thường thường trong cái truyện Tàu có cái câu là ông Ngũ Tử Tư đó. Dạ. Sau một đêm lo vặn nước mà sáng hôm sau nhìn ra thấy tóc bạc trắng hết. Cái đó là nếu mà trong một cái gọi là thái cực đó, nó có thật sự hiện tượng đó không thầy? Dạ, một có. Đêm sao xảy dạ, ra có. Được vậy? Có nhiều người đã xảy ra trong vòng một đêm không? Thì tóc thấy từ đen mà nó trở lên qua râm rồi. À, có nghĩa là không phải là tiểu thuyết. Qua thật có. Nó có, dạ, thể. Nó có thật. Vâng, yeah. Thì thật sự là cái stress đó, thì thật sự là phải nói là chắc là không biết là vì mình tuổi nó cũng bắt đầu có rồi những cái sợi tóc bạc hay không, nhưng mà cá nhân của chúng tôi thì thấy gần đây đó thầy, thì thấy có 3 cộng, xong rồi từ từ lên 5 cộng thầy, thì không biết là tại vì mình stress hay tại vì là tuổi. điều đó nó cũng có thể là do hai cái nhân tố đối với Quốc Bình á. Yeah. Quốc Bình tuổi còn trẻ nhưng mà thỉnh thoảng thấy vài cộng tóc bạc cho thấy rằng do stress, tức là lo âu một số cái công việc, lo làm việc nhiều. Cái thứ hai nữa là ăn uống nó cũng hơi thiếu thốn. Tôi thấy chẳng hạn như là đài đó, hầu hết là ăn bánh mì không à. Dạ, để anh em làm việc thì tôi thấy đói là nhà văn bị đói hả? Vâng, thưa thầy, thì không biết nhưng mà cái yếu tố di truyền nó có không thưa thầy? Hoàn toàn có. Yếu tố di truyền nó là một trong những yếu tố nó tạo nên vấn đề làm cho tóc bạc. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong gia đình nào mà có những người mà có tóc bạc sớm á, thường thường là những người trong gia đình có khuynh hướng là tóc bạc theo. Ngoài ra nó còn có một yếu tố nữa mà chúng ta ít có khi nào chú lưu ý, chỉ có trong y học nó có nói tới đó, đó là thường enzyme. Bởi vì theo nhiều cuộc khảo sát khoa học ghi nhận rằng gia đình nào mà chúng ta thấy là nó thường enzyme á, thì có nghĩa là đó là một cái hormone nằm trong cơ thể chúng ta, thì nó do cái chuyện chuyển hóa chân tóc, đây là cũng là nhân tố quan trọng dẫn tới tình trạng tóc bạc. Đó là những cái nhân tố mà chúng ta ít nghe nói tới, nhưng kỳ thiệt trong y học có nói tới điều đó rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Cũng như là như vậy là có 3 cái nguyên nhân là cái sự lão hóa và cái công việc và cái sự căng thẳng, cái yếu tố ngoại tố nó cũng ảnh hưởng đến con người chúng ta, và cái yếu tố di truyền thì có thể là mình không thay đổi gì được rồi. Dạ. Nhưng mà nếu nói vậy thì mình điều trị, thì đối với đông y thì đối với cái sự mà gọi là tóc bạc này đó, thì mình có nên điều trị nó không hay để kệ nó thưa thầy? Theo tôi, nếu điều trị tóc bạc chúng ta nên bắt đầu từ lúc còn trẻ. Tôi có nghĩa là cái tuổi không phải là lão niên đó, thì có thể chữa được. Bởi vì nó có nhiều nhân tố như chúng tôi vừa trình bày đó, là nhân tố bị stress hoặc giả là lo âu, có khi bệnh tật rất là lâu. Thí dụ như còn một người 23, 24 tuổi đi nằm bệnh viện một cái bệnh nào đó mà do suy nhược ra, thì sau thời gian ngắn thấy là tóc bạc rất là nhiều. Vậy thì sau cái thời kỳ đó có thể là chữa bệnh được. Tóc nó sẽ phục hồi lại màu đen ra lại. Dạ vâng. Vâng. Như vậy thì trong cái dạng mà vì mình những cái yếu tố bệnh hoặc những cái ngoại tố làm cho cơ thể của mình nó thay đổi làm cho mình bạc tóc đó, thì dạ, bây giờ đối với đông y thì mình điều trị bằng cách nào ạ? Dạ vâng. Đối với những cái trường hợp mà có thể điều trị được á, thì thường thường đông y nó có nhiều bài thuốc rất là hữu hiệu. Hôm nay chúng tôi cống hiến cho quý vị một vài cái bài thuốc rất là hữu hiệu, nó đơn giản thôi. Cái bài thứ nhất á, là người ta dùng hoa cúc đó quý vị. Thì vào tháng 3 âm lịch á, thì hái 500 gram mầm hoa cúc, phơi ở trong mát cho nó khô đi, để đó. Rồi tới tháng 6 âm lịch, hái thêm 500 gram lá cúc nữa, rửa sạch phơi khô, cũng để đó. Rồi đến tháng 9 âm lịch, quý vị hái nửa ký hoa cúc á, rồi cũng phơi cho nó khô. Và đến tháng 12 âm lịch, rồi nhổ hết cái rễ và cái gốc cúc lên, rửa cho nó sạch đi rồi cắt ngắn lấy 500 gram nữa, có nghĩa là chúng ta lấy 4 phần tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 âm lịch của mỗi năm, thì chúng ta được là tổng cộng là 2 ký. Sau đó quý vị phơi khô rồi để quý vị xay cho thành bột, rồi luyện cho mật ong, làm tể mỗi một viên tể về 12 gram, cứ một ngày nhai nuốt 2 lần, mỗi lần chừng 2 quàng như nước ấm. Cái bài này nó có tác dụng là trị tóc bạc, uống một năm tóc bạc quá đen rồi răng rụng lại mọc. Đó là do những người còn trẻ đó. Cái bài này rất là hữu hiệu và chúng tôi đã từng dùng cho những người trẻ rồi, có kết quả. Dạ vâng. Và như vậy không những chỉ cho tóc mà còn cho răng nữa. Dạ. Nhưng mà cái này thì hơi khó đó thầy. Thứ nhất mình bên này mình đâu có trồng hoa, mà hoa cúc của Tết của mình đó thì cứ 3 ngày Tết xong là nó rụng, nó héo, mình dục mất tiêu, làm sao mình chờ cả năm để mà mình vừa lấy mầm rồi vừa lấy lá, lấy hoa rồi lấy rễ đó thầy. Dạ. Cái đó hơi khó. Dạ. Thì nếu khó vậy chúng tôi bài thêm bài thứ hai phải không ạ? Dạ. Đây là cái bài thuốc đơn giản nè. Quý vị ra ngoài chợ mua hầu đào nhục, chúng ta còn gọi là nhân quả ốc chó, mà tiếng Anh gọi là Warnex. Nó bán ở ngoài chợ Festa hay là Whole Foods rất là nhiều. Thì quý vị thế này, bắt đầu thực hiện từ mẫu đầu tháng, vào ngày mùng 1 âm lịch, nhai nuốt
một cái nhân hạt, rồi qua ngày mùng 2 nhai nuốt hai nhân và cứ tiếp tục nhai như thế cho đến ngày 20 âm lịch thì ngưng. Rồi đến tháng sau nữa quý vị lại tiếp tục cái chương trình đầu tiên. Và quý vị nên nhớ là nhai chậm rãi cho cái nhân hầu đào này nó quá thành sữa đó, thì quý vị mới nuốt. Thì cái bài thuốc này nó tác dụng làm râu tóc đen mướt mà da thịt trắng mịn nữa. Cái hầu đào thật sự phải nói là nhờ chất dầu của nó tái tạo được những cái chất melanin nằm ở dưới chân lông đó, nó mọc lên. Cái thứ hai nữa là nên nhớ là cái nhân hầu đào nó còn chữa thận nữa, mà thận chủ yếu là râu tóc, cho nên chữa thận chứ là chữa râu tóc, thận mạnh thì râu tóc nó sẽ đen. Đó là cái này có vẻ hấp dẫn thưa thầy, có nghĩa là mình trị tóc mà làm cho da trắng mịn màng nữa thì chắc nhiều người thích. Dù tóc không bạc nhưng mà vẫn có nên dùng cái này được. Nên dùng cái này rất là tốt, nó còn có thể chữa cholesterol rất là hay. Nhưng mà cái walnut là mình mua ngoài chợ là nó có một cái loại hạt mà nó gần như nó chưa sấy hay gì đó, hay là nó sấy khô rồi? Dạ còn sống. Là còn sống đó, mình ăn cái sống. Hạt còn sống đó đó. Đúng rồi, dạ. Nó béo béo lắm, nó béo nhưng béo. Mà thầy nói như vậy là ngày thứ nhất là một hạt, ngày thứ hai là hai hạt, rồi ngày 20 là 20 hạt. Không phải, cứ nhai một ngày hai hạt cho đến ngày 20. À có nghĩa là mình giữ cái hai hạt đó cho đến ngày 20, chứ phải tăng từng hạt mỗi ngày lên đến ngày 20 là 20 hạt lận. Dạ vâng. Vâng, có lẽ mình cũng không nhiều thời gian để mà nói nhiều bài thuốc cũng hấp dẫn, nhưng mà có lẽ là cái bài thuốc vừa rồi đó thì dễ mà quý vị ra ngoài chợ là có thể mình ứng dụng được liền. Thì như vậy thì nó sẽ mình làm 2 tháng thì mình thấy có kết quả thôi thầy. Trong vòng 2 tháng như vậy đó thì nó bắt đầu sẽ tóc nó sẽ đen trở lại. Vâng thì cảm ơn thầy đã đến với chương trình với mấy bài thuốc, và có lẽ quý vị ngoài kia chắc là thế nào cũng phải thử, và rất là dễ dàng, là cũng như là nó thân thuộc với lại cuộc sống chúng ta, cái hạt walnut. Bây giờ thì chúng tôi cũng hết giờ nên cũng cáo lỗi quý vị và cũng chia tay quý vị tại đây, và cũng chia tay đồng nghệ sĩ Cảnh Thiên. Dạ vâng.